Tôi là người hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, do đó phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Quý vị đón tôi khoảng bao nhiêu tuổi? 20, 30 hay 40? Có vị khách ưu ái đón tôi mới hơn 20 tuổi, gần 30 tuổi thôi. Bình thường tôi cũng khá chăm chỉ luyện tập và xài mỹ phẩm cao cấp. Và thực tế tôi đã hơn 40 tuổi rồi. Tuy nhiên, để duy trì sự trẻ trung này thì cũng cần bỏ ra nhiều công sức cho việc luyện tập thể thao, lựa chọn thực phẩm và xài mỹ phẩm thật tốt. Vì vậy, sau khi cân nhắc, tôi đã quyết định tìm đến giải pháp thẩm mỹ Ultra Vilip của bác sĩ Kwon Han Jin.